Choáng, hai đại gia giàu có nhất Việt Nam nhúng chàm chỉ vì lòng tham vô đáy, lãnh án 30 năm tù nhưng tổng tài sản của cả dòng họ vẫn cứ tăng vù vù. Thưa quý vị, ông bà ta xưa nay vẫn dạy, tham thì thâm, lầm thì thiệt. Cũng bởi vì con người có lòng tham vô đáy, khi có rồi lại muốn có thêm nữa. Đặc biệt, với một số người siêu giàu, lòng tham đó lại càng nhân lên gấp bội. Đã có rất nhiều đại gia Việt nhúng chàm lâm vào cảnh tù tội, bị tịch thu hết tài sản chỉ vì tham lam không biết điểm dừng. Có người mới hôm trước vẫn còn là tỷ phú đô la, vang danh lẫy lừng với vợ đẹp con xinh, thì hôm sau đã mất hết tài sản vì tù tội. Cũng có người là ông chủ của tập đoàn lớn với thương hiệu nước giải khát quốc dân, mang tên mình bỗng xa lưới pháp luật mà mất đi tất cả. Trung quy cũng chỉ vì một chữ tham. Vậy rốt cuộc, những đại gia đó là ai? Khối tài sản của họ khủng cỡ nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. 1. Doanh nhân Bầu Kiên. Theo đó, đại gia Việt đầu tiên phải kể đến là Bầu Kiên. Dù ngồi tù nhưng vẫn lọt top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, khối tài sản khổng lồ vẫn liên tục sinh sôi. Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi, Bầu Kiên, người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam, lại có ngày vướng vào vòng lao lý. Nhưng khác với các đại gia Việt khác, khi nhúng chàm đều tay trắng, cả người thân cũng bị ảnh hưởng vướng tù tội. Nhưng với Bầu Kiên, việc ngồi tù đôi khi còn đem lại cho ông và gia đình khối tài sản khổng lồ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Kiên là 30 năm tù. Ông Nguyễn Đức Kiên, hay còn gọi là Bầu Kiên, sinh năm 1964, lớn lên tại Hà Nội. Cuộc đời ông gói gọn trong hai từ rất giàu và rất nhiều tay. Không ít người sẽ chóng mặt với bản lý lịch và những nơi ông Nguyễn Đức Kiên đã làm việc. Từ năm 1994 đến năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mai Thời Trang MTT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Liên doanh Nhựa đường Cantech, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thể thao ACB, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Công ty Liên doanh KFC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Chợ Lớn, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, và đấy cũng chỉ là căn cứ trên giấy tờ. Có thể nói nó vẫn chưa phản ánh hết độ giàu của Bầu Kiên. Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản Bầu Kiên được đánh giá là 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản của gia đình ông Kiên tính theo thị trường chứng khoán năm 2010 là khoảng 2.000 tỷ đồng. Bên ngoài không thể biết tài sản của Bầu Kiên nếu không phải chính ông Bầu này tự công bố bí mật. Là cổ đông chính của ngân hàng Exim Bank, ngân hàng tài trợ hàng năm cho VLANQUIC hàng chục tỷ đồng, chính Bầu Kiên tự tiết lộ là có cổ phần tại Kiên Long Bank. Ngân hàng được cho là do Bầu Kiên và vị chủ tịch tập đoàn Hòa Phát tỷ phú Trần Đình Long đứng tên thành lập. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù hiện nay vẫn đang chấp hành án nhưng Bầu Kiên vẫn là một trong những người siêu giàu với khối tài sản quy ra từ gần 31,6 triệu cổ phiếu ACB trị giá 11,50 tỷ đồng. Bầu Kiên hiện xếp thứ 50 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trong cuộc đời đầy sóng gió của Bầu Kiên lại lóe lên một điểm sáng lớn nhất đời ông, đó là ngày Bầu Kiên ngồi trước vành bóng ngựa, luôn có một bóng hồng theo sát từng phiên tòa, một lòng một dạ tin tưởng chồng, đó là bà Đặng Ngọc Lan, vợ Bầu Kiên, sinh năm 1972, từng là hoa khôi Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội. Vào những năm 90, bà Đặng Ngọc Lan từng làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia Mai Nam. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật và trẻ trung hơn tuổi thật, bà Lan còn được nhiều người kính nể với tài năng hơn người. Bà Lan từng cùng chồng đặt những viên gạch đầu tiên ở Việt Banh. Có thể nói, đối với Bầu Kiên, bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, tiền tài và địa vị có thừa, song chỉ duy nhất gia đình với bà Lan và các con là tài sản quý báu nhất ông có được. Bởi thế cho nên, ai nói gì về ông cũng được, nhưng không được động đến bà Lan và các con ông. Trong cuộc đời của Bầu Kiên, bà là người phụ nữ duy nhất xuất hiện bên cạnh ông và cũng có nhiều quyền lực. Nếu như Bầu Kiên từng là một trong 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, thì bà Lan và ông cũng không vừa khi từng giữ vị trí thứ tư trong top 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán. Thậm chí có thời điểm, bà Lan từng là người giàu thứ 21 trên sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu ACB trị giá hơn 740 tỷ đồng. 2. Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh. Nổi tiếng với thương hiệu nước giải khát Dr. Thanh, gia đình ông Trần Quý Thanh là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam với những cuốn sổ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí lên đến vài trăm triệu đô. Ông trùm nước giải khát Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, được giới thiệu là tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Sau này, ông nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Southern California University, Mỹ. Tập đoàn Tân Hiệp Phát là một công ty hàng đầu trong ngành FMCG, ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam, và là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu nổi tiếng đến từ nước ngoài. Mỗi năm, mảng đồ uống đem về cả chục nghìn tỷ đồng doanh thu cho Tân Hiệp Phát. Năm 2012, ông Trần Quý Thanh được cho là đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ của Coca-Cola mua lại cổ phần của Tân Hiệp Phát.
Nếu chấp nhận thương vụ M&A lịch sử đó, ông chủ Tân Hiệp Phát thậm chí lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes trước cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Những bất động sản khổng lồ của gia tộc Trần Quý Thanh xuất phát điểm là doanh nghiệp chuyên về đồ uống, nhưng cha con ông Trần Quý Thanh, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Trần Ngọc Bích, giám đốc Tân Hiệp Phát và Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát lại sở hữu hàng chục công ty bất động sản. Khẩu vị yêu thích của gia tộc Trần Quý Thanh là nhắm vào những khu đất nhà nước hoặc ngân hàng mang ra đấu giá để tích lũy quỹ đất. Với chiến lược này, Tân Hiệp Phát đã sở hữu nhiều lô đất vàng tại những tỉnh thành đang thu hút đầu tư như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Cuối tháng 5 năm 2019, gia tộc Trần Quý Thanh vượt qua 4 công ty khác để sở hữu khu đất 18.165m2 ngay trung tâm Vũng Tàu. Số tiền ông Thanh chi ra là 394 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm gần 140 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2018, bà Đinh Thị Tuyết Nhung đã nhận 163 tỷ đồng từ Tân Hiệp Phát để chuyển nhượng 8 mảnh đất vàng cho gia tộc này. Trước đó, 8 mảnh đất này đã được bà Nhung thế chấp ngân hàng. Từ vụ án con ruồi đến cú quỳ lại ngàn tỷ, năm 2020 đã xảy ra một vụ việc gây choáng váng dư luận, đó là việc bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch công ty bất động sản Kim Oanh dẫn theo 4 đứa con đến trụ sở Tân Hiệp Phát, rồi vì một món nợ bà Oanh đã quỳ lại, khóc lóc van xin dưới chân bà Trần Uyên Phương, cô con gái tỷ đô của ông Trần Quý Thanh. Đơn tố cáo sau đó cho biết, vì khoản vay 350 tỷ đồng, bà Oanh bị bắt phải giả cách cho đứng tên 50% cổ phần công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai, công ty do bà Oanh là chủ sở hữu có tài sản là dự án Minh Thành, sau đó tiếp tục bị bắt giả cách bán 100% cổ phần công ty Minh Thành cho Tân Hiệp Phát, nhưng khi đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, Tân Hiệp Phát đã lồng giả thành chân, không trả lại tài sản cho Kim Oanh. Lời kêu cứu của bà Oanh khi đó, đây cũng là lý do công ty Kim Oanh Đồng Nai có đơn tố cáo gửi Bộ Công an. Đây là lý do vụ án đã được khởi tố vào tháng 2 năm 2021. Tân Hiệp Phát lớn lắm, lớn cả ở vị thế đại gia siêu giàu, ông lớn trong ngành sản xuất nước giải khát, lớn dòng tiền tươi ở lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng mỗi năm, lớn ở sự cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài và lớn ở cả tham vọng tỷ đô. Nhưng việc cả ba cha con dính vòng lao lý cho thấy dường như cái mà họ thiếu chính là một điểm dừng. Người ta bảo không sai, không thể giàu có bằng cách chiếm đoạt tài sản, tiền bạc và cả hy vọng của người khác. Và lại càng đúng trước câu chuyện tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều để làm gì để mà để rồi ngày hôm nay ngồi như thế này, tiền nhiều để làm gì khi hôm nay cả ba cha con dính lao lý. Cực sốc, báo chí vạch mặt hai nhân vật khủng điều khiển được cả lãnh đạo chính phủ vụ Việt Á, lo bác trong chuẩn bị dư luận để hốt qua bà. Thưa quý vị, trong 38 bị can vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố trong đại án công ty Việt Á, có 2 bị can bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi là Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Hậu Đình. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy gây chú ý bởi vì chỉ là một nhân viên của Nhà xuất bản Giáo dục, nhưng Thủy có thể điều khiển được nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Y tế. Chính bị can Nguyễn Thanh Long cũng xác nhận Thủy có mối quan hệ rộng với người có chức vụ quyền hạn, nên khi nữ cựu chuyên viên điện thoại nhờ có mặt tại buổi lễ trao tặng kit xét nghiệm, ông mới nhận lời. Chứng tỏ bà Thủy không nổ có mối quan hệ lớn như báo chí viết, mà thực sự đã dựa lưng ai đó để tác oai tác quái trong vụ Việt Á. Vậy thực chất hai nhân vật này nguy hiểm đến mức nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Hai nhân vật bí ẩn đó là ai? Phan Quốc Việt là giám đốc doanh nghiệp thỏa thuận ăn chia với bất cứ ai nếu người đó đem đến lợi ích. Đó là chuyện bình thường, giúp chạy giấy tờ nếu hiệu quả thì trả tiền. Môi giới để bán hàng thì có hoa hồng, làm ăn thì chấp nhận luật chơi về chia sẻ lợi ích. Nhưng quan chức không phải là doanh nghiệp cũng nghe lời của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy giám sát, đó mới là chuyện lạ có thật. Thủy đã gọi điện mời Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long và nhắn tin mời một phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia buổi trao tặng kit test của Việt Á bởi công ty có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên. Để đảm bảo Nguyễn Thanh Long tham gia, Thủy còn gọi điện cho thư ký và vợ của Long để nhắc ông Long tham dự đúng ngày. Một nhân viên của Nhà xuất bản lại có thể gọi cho bất cứ ai, quyền lực như vậy quả đáng nể. Từ thứ trưởng tới vợ và thư ký của thứ trưởng, Thủy đều ra ngoài nhắc nhở. Qua lời khai của các bị can cho thấy Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đạo diễn cho sự kiện ra mắt kit test Việt Á với sự có mặt của quan chức để bảo chứng cho sản phẩm. Với uy quyền và khả năng đạo diễn như vậy, một nhân viên bình thường không thể làm được nếu như không có sự ảnh hưởng của ai đó đằng sau. Theo nhiều trang web không chính thống, Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967, quê Quảng Nam, sống ở Hà Nội. Thủy là con gái của một nhà lão thành cách mạng, cũng là em ruột bố của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, ông Phúc và bà Thủy là hai anh em chú bác ruột.
Ly kỳ hơn là nhân vật Nguyễn Bạch Thủy Linh, sinh năm 1979, sống tại Hà Nội. Linh không có quan hệ bà con gì với ông Nguyễn Xuân Phúc, lẫn phu nhân của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Linh quê Hà Nội, tuy nhiên chồng của Linh là con trai út của một cố đại sứ có tiếng tăm trong chính giới. Quê ông ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là đồng hương với bà Trần Thị Nguyệt Thu. Từ lâu, quan hệ giữa hai gia đình này rất thân tình. Chung cuối là ai? Người anh em kê khế nào đã tiếp tay cho Việt Á cùng Phan Quốc Việt gây ra đại án Việt Á? Báo chí bắt đầu hé lộ thông tin liệu Bắc Trọng có thực hiện lời hứa với dân về việc chống tham nhũng, không có vùng cấm. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ liên quan đến Việt Á. 80% số cổ phần còn lại trong công ty Việt Á phải làm rõ số cổ phần này là của ai, làm rõ xem cán bộ, ngành hoặc vợ con người thân của họ có ai đứng tên số cổ phần này không. Thứ hai, đại biểu Hòa cho rằng cần làm rõ xem ai là người chống lưng giới thiệu nâng đỡ cho Việt Á. Công ty Việt Á không thể nào một mình tự tung tự tác như vậy được. Bởi công ty Việt Á là một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn, vốn ban đầu chỉ có 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chỉ từ vốn điều lệ 80 triệu ban đầu đã tăng lên tới 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này được giao thẩm quyền phối hợp với Học viện Quân y Bộ Quốc phòng để tham gia nghiên cứu sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19, trong khi rất nhiều công ty dược phẩm của cả nước rất lớn và tầm cỡ nhưng không được giao mà lại giao cho công ty Việt Á. Dư luận cho rằng với một công ty nhỏ mới thành lập như Việt Á, không thể được giao thầu bán kit test khắp cả nước như vậy nếu không có ai chống lưng. Bởi vậy, không chỉ tôi mà nhiều người cho rằng phía sau công ty Việt Á có người chống lưng giới thiệu và nâng đỡ cho doanh nghiệp này. Đại biểu Hòa nói, với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân tin tưởng rằng chung cuối vụ Việt Á, dù là ai, cũng sẽ sớm lộ diện và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cực nóng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được cụ Tổng chốt kế nhiệm trong hội nghị Trung ương 8. Triều đình táo hỏa một phen dậy sóng, cả Việt Nam kỳ vọng bác tái đắc cử tạo lập kỳ tích. Thưa quý vị, chính trường Việt Nam thời gian qua thực sự là một chảo lửa, một cơn địa chấn đã quét qua. Mới đây, có nhiều nguồn tin cho rằng trong kỳ họp hội nghị Trung ương 8, cụ Tổng đã đề bạt quân bài Vương Đình Huệ sẽ là người tiến nhiệm cho nhiệm kỳ sắp tới, thay thế chức Tổng Bí thư. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng khả năng các vị trí chủ chốt sắp được thay thế là thật. Bài báo Việt Nam sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt đã được đăng tải. Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập đến việc chuẩn bị triệu tập chủ trì, tổ chức kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách. Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại làng trài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội của một người tên là NPV đã chia sẻ nội dung như sau. Ai sẽ là Tổng Bí thư kế tiếp của Đảng? Một bộ phận đảng viên, lão thành cách mạng và nhân dân là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử. Trong trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không tiếp tục tái cử, thì ai sẽ là người kế nhiệm ông trong vai trò leader của Đảng? Theo quy định hiện hành đều đã rõ về tiêu chuẩn, tiêu chí, thẩm quyền quyết định. Đồng thời, theo truyền thống công tác nhân sự của Đảng, thì có thể người kế nhiệm sẽ thuộc trường hợp đặc biệt tái cử, có thể là một trong ba người giữ các vị trí kế tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Bộ Chính trị hiện tại. Một yếu tố nữa có thể rất quan trọng đã được những người phân tích chính trị chỉ ra, thậm chí có người viết rõ rằng Tổng Bí thư phải là người miền Bắc. Tôi đọc điều lệ Đảng và các văn bản quy định hướng dẫn về công tác nhân sự thì không thấy có bất cứ quy định nào như vậy. Nhưng tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì chức vụ cao nhất của Đảng, Chủ tịch, Tổng Bí thư, Bí thư thứ nhất thì đúng là như vậy. Hay nói chính xác hơn là đều do người từ Quảng Trị trở về phía Bắc nắm giữ, nhiều nhất là khu 4, Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, kế đến là đồng bằng sông Hồng, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng. Trường hợp khá đặc biệt là ông Nông Đức Mạnh, Bắc Cạn, tức là miền núi phía Bắc. Nếu tính về tỉnh, thành phố thì Hà Nội và Hà Tĩnh là những địa phương có nhiều người giữ cương vị Tổng Bí thư nhất. Hà Nội có các ông Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, trong khi Hà Tĩnh có Trần Phú và Hà Huy Tập. Tôi cho rằng thống kê liên quan đến vùng miền nêu trên chỉ là yếu tố ngẫu nhiên, chứ không phải là luật bất thành văn của Đảng. Chính vì những phân tích nêu trên, nên tôi đặt ra câu hỏi nhưng cũng chưa dự đoán được đâu ạ. Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một hội nghị trung ương nữa để đoán ai sẽ được giới thiệu ứng cử chức vụ cao nhất của Đảng nhiệm kỳ tới, lấy phiếu tín nhiệm và chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường. Vừa qua, theo thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố chương trình công tác năm 2027, thực hiện quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố nghị quyết số 674 NQ-UBTVQH15
về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, về việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung, xây dựng dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình, chủ trì kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập đến việc tổ chức kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. Tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc họp, hội nghị khác để lấy ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, cơ quan, tổ chức hữu quan về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác khi cần thiết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bố ngân sách trung ương năm 2024, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Quốc hội chỉ đạo triển khai hoạt động đối ngoại, tăng cường đối thoại, hợp tác với nghị viện các nước, nâng tầm quan hệ song phương và đa phương, đồng thời chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo nghị quyết của Bộ Chính trị về các định hướng lớn trong công tác đối ngoại. Giữa bối cảnh chính trị hiện nay có nhiều vấn đề mang tính cấp bách, ví dụ trong vấn đề nhân sự, thì một trong những kiểu bất thường vừa rồi là hai phó thủ tướng là ông Võ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh đã rời ghế và trở về làm dân. Và sau đó một thời gian không lâu thì Nguyễn Xuân Phúc cũng trong một kỳ họp bất thường thì cũng đã rời ghế. Vụ án có thể gọi là đại án kinh thiên động địa như Việt Á, chuyến bay giải cứu, AIC, nó chạm tới những cái nỗi đau nhức nhối trong dân tộc. Quá trình thu thập chứng cứ cũng bắt đầu ổn, thế nhưng nó đến đâu nữa khi mở rộng thì mới là vấn đề, và khi mở rộng lên thì nó vướng vào những nhân vật nào, đó mới là ẩn số.